Sơ lược về Kamen Rider Tycoon Bujin Sword Form. Đây là Final Form của Kamen Rider Tycoon do Sakurai Keiwa sử dụng. Xuất hiện lần đầu tiên vào tập 40 của series Kamen Rider Gits. Hình dạng này được tạo ra bằng cách sử dụng Bujin Sword Buckle và Desire Driver. Vũ khí chính của form này là một thanh kiếm samurai có tên Bujin. Thanh kiếm này có khả năng tích tụ năng lượng được truyền từ Desire Driver ở mật độ cao và giải phóng chúng để phòng thủ hoặc tạo ra các đòn tấn công năng lượng dạng nhát chém. Bao kiếm của thanh kiếm này có chức năng tự bảo trì, giúp nó luôn sắc bén dù bị hư hại trong các trận chiến. Ở hình dạng này, Kamen Rider Tycoon sở hữu khả năng xử lý thông tin tiên tiến, có thể xác định điểm yếu về cấu trúc của mục tiêu và ngay lập tức tìm ra phương án tốt nhất để tấn công đối thủ. Đồng thời, bộ giáp hạng nặng của dạng này có sức phòng thủ cực kỳ cao, cùng với khả năng hấp thụ sóng xung kích giúp hình thành một lớp phòng thủ bất khả xâm phạm. Do đó, người dùng không cần phải tạo thế phòng thủ trước các đòn tấn công. Bujin Sword Form trao cho Tycoon khả năng sử dụng kiếm thuật và thi triển các kiếm thức như một bậc thầy. Đồng thời, form này cũng có tốc độ di chuyển đáng kinh ngạc, có thể ngay lập tức áp sát tấn công mục tiêu. Form này cũng giúp thính giác của Tycoon có độ nhạy cực kỳ cao, có thể nghe được tiếng lá rơi cách vị trí của Rider này 5 km, cho phép tấn công mục tiêu mà không cần nhìn. Ngoài ra, phần áo choàng đen đằng sau có khả năng làm nhiễu và đánh lạc hướng kẻ thù. Đòn tất giác của hình dạng này là Bujin Sword Strike. Tycoon phủ lên thanh kiếm năng lượng đen và xanh lục, đồng thời vẽ hình ánh trăng máu và tung ra nhiều nét chém. Đòn tất sát thứ hai, Bujin Sword Victory, gồm hai biến thể Rider Slash và Rider Kick. Phần mắt phụ trên trán của form này vốn không hề có màu đỏ, nhưng do sự hận thù và quyết tâm của Sakurai Keiwa, nó đã chuyển sang màu đỏ. Ở hình dạng này, chỉ số của Kamen Rider Tycoon vượt qua hầu hết các rider khác, với chiều cao 194 cm, nặng 131,4 kg, cùng với lực đấm 63,3 tấn, lực đá 130 tấn, nhảy tối đa được 118,6 m và tốc độ tối đa là 100 m/s. Trên đây là sơ lược về Kamen Rider Tycoon Bujin Sword Form. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.